Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và các bạn khán giả. Em tên là Hoàng Ngọc Phong. Dạ, em 25 tuổi, hiện tại em đang làm nhân viên kinh doanh ở công ty phụ tùng xe máy, quê em ở Thanh Hóa. Bạn vào Nam lâu chưa? Dạ, em vào 7 năm ạ. 7 năm, bạn ở quận nào? Em ở quận Tân Phú. Rồi, bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào bạn Nam bên kia rèm. Em tên là Nguyễn Vũ Ái Nhã, đến từ Bình Định. Hiện em đang làm nhân viên kinh doanh. Mình vào đây lâu chưa? Khoảng 7 năm rồi ạ. 7 năm rồi ha. Mình giới thiệu về mình chút xíu đi, những cái điểm mạnh và những cái nhược điểm của mình là gì? Em thì tự nhận mình là một cô gái cũng năng động á, vui vẻ, đặc biệt là em cũng thích nhảy nhót. Những cái nhược điểm của mình là gì? Em thì hơi thấy mình cũng hơi chậm chạp á, tắm lâu. Cái gì lâu? Tắm lâu cỡ 20 phút á chị. Làm gì chậm? Bốn lô xua tùm lum hết chị. Chị tắm có 3 phút hà. Em thấy có người tắm lâu hơn em nữa chị, em cũng chưa phải là người tắm lâu nhất. Thắc mắc lắm anh Linh, vô đứng 20 phút là làm gì? 20 phút là nhanh á. Không phải, tại vì mình tiếng đồng hồ là chuyện bình thường. Nói mình xả nước xong cái mình thoa xà bông xong mình xả nước là ra rồi. Còn đứng ở chổng là phải làm cái gì đó. Nó mới 20 phút không vậy? À, dân Bình Định vậy là vô buồn tắm đi quyền chổng hả? Dạ không chị. Thôi đâu, tắm nhanh nhanh đi, tắm lâu quá mất thời gian quá em ơi. Tính vậy ra cuộc đời mình tắm hết bao nhiêu thời gian rồi? Không có, khi em cũng tự động, tự nhiên đang tắm thì hát hát không tự phiêu tự nhảy luôn nha chị. Nhảy luôn trời ơi. Rồi còn gì nữa không? Cuồng chó lắm chị. Ví dụ đi xe ngoài đường mà thấy mấy cái xe mấy anh chị khác chở chó mình đi theo, trời ơi dễ thương quá, đáng yêu quá, em ráng chạy theo để em nhìn chó vậy á chị. Trời ơi, đang chạy xe ngoài đường mà cũng đi theo chó vậy, chó vậy đó hả? Có khi nào thấy cái anh nào giống như chó nhưng mà mình chạy theo chưa? Dạ không, dụ lâu 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 thấy trai đẹp mà đi cùng đường thì chắc cũng chạy theo luôn, ngắm luôn á chị. Như trai đẹp cũng ngang hàng với chó thôi hả? Bây giờ không có trai đẹp, bây giờ phải quay quay yêu chó thôi chị. Nhưng sao em trai... nghe của bạn gái kia nói chuyện vậy, em cảm nhận thế nào? Ấn tượng lắm mày. Ấn tượng đúng không? Dạ, thấy chó em thích mèo. Mèo hả? Có lúc em nuôi 10 con mèo anh. Không, anh gặp tin lạ đó. Có giờ đi đường thấy mèo chạy theo không? Cũng có đôi lúc. Vậy là thích mèo hay thích gái? Không, cái đó thì cũng ngang bằng. Ngang bằng. Cặp này cũng xứng. Thôi mình nói chuyện về tình yêu chút xíu đi bạn. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ thì nói thật với anh luôn thì không giấu giếm gì hết á. Em đây thì... không có giấu giếm, nói thẳng hết. Chính thức là 4. 4. Nhưng mà chưa có mối tình nào mà qua 6 tháng. Bạn có tìm ra một nguyên nhân nào chưa? Nguyên nhân cũng tại vì lúc đó thời đó em trẻ quá, chưa suy nghĩ chín chắn được. À. Bây giờ thì cũng lâu rồi, em cũng muốn có một mối tình mà nó gọi là nó bền vững chút xíu để mấy đi tháng? 6 tháng rưỡi. có thể là chọn đời. Đó. Ta phải rút kinh nghiệm từ những mối tình đó để bù đắp cho mối tình sắp tới đây ha. Nhưng mà bạn Nam có ưu điểm khuyết điểm gì không? Tại mình nghe nào cũng chưa tới 6 tháng nên mình hơi lo. Dạ, ưu điểm của em là em ăn nhiều lắm. Cái lần em ăn tới 2 lon gạo nấu. 2 lon. Nên giờ mới vậy nè. Anh ăn có nửa lon mà sao cũng bự dữ vậy ta? 2 lon là nhiều lắm á. Em thì em biết hát hò, biết làm thơ. Đâu thử làm vài câu thơ tặng bạn gái thử coi. Thì hôm qua em có ngồi ngẫm nghĩ, em viết bài thơ em ghi đây. Em gửi tới anh Quyền Linh, chị Cát Tường và các bạn khán giả và bạn gái bên đây nha. Dạ, em cảm ơn ạ. Gặp được nhau sau tấm màn chi kỷ, thổn thức con tim phải tìm phải mượn. Mượn Quyền Linh sơ duyên ta hạnh phúc, mượn Cát Tường dẫn lối cho đôi bên. Mượn quay phim ghi hình ảnh đẹp nhất, mượn chủ nhật phát sóng tình đôi ta. Mượn nụ hoa gửi trăm niềm thương nhớ, mượn con thuyền chở triệu triệu giấc mơ, mượn sóng vỗ ngập tràn tí yêu thương. Quá khiếu lắm. Nhắc chỗ nào mượn cái gì cũng được, nhưng đừng mượn tiền là được nha. Sao em cảm nhận bài thơ ảnh tặng cho em như thế nào? Dạ, cũng lãng mạn, cũng dễ thương chị. Em cũng tiếp người thuộc người lãng mạn á. Mình có tấm lòng, mình bộc lộ ra kiểu lãng mạn thì em cũng... Bạn trai có lãng mạn không em? Dạ có chị. Bạn nữ mình có đặt ra một cái chuẩn bạn trai mình mong muốn tìm kiếm như thế nào không? Dạ, ngoại hình là em thích bạn nam cao trên 1m7. Bên kia cao nhiêu? 1m71 chị ạ. Rồi, được. Em không thích con trai xòe xòe sao cũng được. Áo quần lửng, áo thun mang giúp lào sạch 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 chị. Dạ, đi hẹn hò hoặc là đi chơi với bạn nữ thì nên chỉnh chu xíu. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Với lại không thích con trai hút thuốc với lại ăn nhậu nhiều. Hút thuốc thì không mà ăn nhậu thì chắc có ít. Dạ, em biết là đi làm thì mình phải nhậu nhẹt nào đó để mình tạo mối quan hệ. Thì nhưng mà đừng có phải là ngày nào cũng nhậu hoặc là kiếm độ nhậu để nhậu với bạn bè sau đêm suốt sáng. Em không thích như vậy. Bạn trai cảm giác mình đạt được cái tiêu chí đó bao nhiêu phần trăm?
Dạ, ngoài cái anh nhậu ra thì được hết đó chị. Vậy cũng được. Được hết luôn hả? Được hết á. Hay quá. Anh nhậu thì giảm giảm bớt thôi. Bây giờ không thích gì ở người phụ nữ nè. Nói từ qua tôi coi coi được không? Dạ, em không thích là người phụ nữ là hơi vô duyên. Ngồi mà gác chân lên bàn để chân xoay qua xoay lại là coi như là ăn coi nồi ngồi coi hướng đó ha. Đó. Rồi phụ nữ mà nó nhiều. Nó nhiều. Cô chị không đâu nó nhiều lắm đâu. Rồi, còn gì nữa? Cũng sơ sơ vậy thôi. Sơ sơ vậy thôi nhá. Để qua chuẩn mình là chuẩn dạ, luôn. Chào anh. Dạ. Chào cô gái xinh đẹp à. Chuẩn không? Anh dạ. Đây thì cũng trai thế á. Đẹp trai. Chứ chuẩn của anh hay chuẩn của em anh đâu biết được. Chuẩn của anh. Không mà em nghĩ là nếu mà từ góc độ nhìn của anh thì chắc là đẹp trai đó. Ta được. Tin tưởng anh Quyền Linh đó mà. Dạ. À, ta nói rằng phụ nữ Bình Định là dữ dội này kia. Anh cái bài thơ mà con gái Bình Định cầm roi roi đi quyền là nói là con gái biết múa võ năng động khỏe khoắn thôi, chứ em là người cực kỳ ghét bạo lực anh. Ai mà làm em bực hoặc là làm phiền em nhiều quá thì em chửi thôi, không có đánh đâu anh. Thôi vậy đi ha. Dạ. Được không? Nhà gái được không? Được, nhà gái được, dễ thương. Rồi. Nhưng mà để tôi qua tôi coi, chứ nhiều khi vậy mà lên đây mà bận đồ xề xòa là coi như mất điểm là hên xui đi. Sao? Chào chị. Ồ, được, lịch sự. Có tật xấu gì không? Tật xấu em à? Thì lúc mà em đi làm về mệt á, em ngủ em hay bị nghiến răng. Sao em biết? Các bạn em ngủ chung mới nhắc lại. Nhiều hôm mà em nằm ngủ sáng mai nằm dưới đất là hiểu á. Ủa là sao? Nó đạp xuống cái gì? À vậy hả? Rồi em hay lo xa lắm. Lo xa là lo gì? Ví dụ như đang ngồi mà thấy bạn gái nhắn tin nữa là em nghĩ ngay nhắn tin với thằng nào đó rồi đó. Cái đó không phải gọi là lo xa. Đó là người hay nghi ngờ, ghen tuông. Lo xa hoặc, tưởng đâu là bây giờ mà lo cho tương lai của năm sau, năm hoặc sau. Hoặc là nếu mà tổ chức tiệc tùng cho nó mà chưa ăn em sợ thiếu à. Ờ thì cái đó lo xa cũng đúng. Hay ghen lắm hả? Ngày trước tôi bây giờ thay đổi hết rồi. Ví dụ bạn gái đi làm, bạn gái cũng trẻ đẹp. Rồi bạn gái thích nhảy, thích khiêu vũ. Ví dụ như nó ôm anh nào khiêu vũ một bản nhạc gì đó thì em không, tùy tình huống. Cũng ghen dữ lắm là chưa hết đâu mà hết. Hôm nay bạn đi với ai? Dạ em đi với anh của em và một số bạn đồng nghiệp. Anh ruột hay là anh họ? À, anh họ. Anh họ. Rồi xem ý kiến anh họ thế nào. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Về Phong thì hồi nãy Phong run quá nên không nói được. Cái điểm rất mạnh của Phong đó là Phong nấu ăn rất là giỏi. Dạ. Thứ hai nữa là Phong có một tâm hồn rất là nghệ sĩ. Còn về bạn nữ bên này thì bạn nữ rất là dễ thương thì, rất mong hai bạn là cho nhau cơ hội để mà mình tiến tới nó xa hơn. Rồi cảm ơn bạn. Mình có đi vai không em? Dạ hôm nay em đến với bạn tên là Nguyên, là vừa là cháu họ vừa là bạn cùng trọ của em luôn. Dạ em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Thì về dì Nhã là người rất là biết quan tâm và nấu ăn cũng rất là giỏi, nhiều lúc thì cũng hơi kỹ một tí. Còn về anh Phong thấy là về ngoại hình thì chắc là đạt cũng 80-90%. Có đeo đồng hồ và mang giày, không ai giúp lào. Ủa có đeo đồng hồ, có mang giày, ủa đeo đồng hồ là dạ, tiêu chuẩn luôn á hả? Dạ không, dạ. Thích con trai mang đồng hồ, nhìn nó kiểu rất là có phong cách đó chị. Ồ, dạ. Cảm ơn hai bạn. Thôi kéo màn lên nha, để hai bên gặp nhau cái tính gì tính. Yeah. Anh có bó hoa anh tặng em mà. Dạ rồi, cảm ơn anh. Dạ. Lãng mạn nha. Sau khi gặp anh em có cảm nhận gì không? Dạ nhìn anh rất là vui vẻ hài hước. Cho em hỏi là ngoài thời gian mình đi làm á, thành rảnh rỗi anh có sở thích gì không ạ? Sở thích rảnh rỗi thì thường là đi làm về mình tự ra chợ mua đồ nấu ăn cơm. Anh có thích một môn thể thao nào hay là thích xem thể thao gì không ạ? Không, anh thích đá bóng lắm. Anh giữ bóng tốt lắm. Giữ bóng mà không ai cầm luôn á. Thủ môn hả anh? Hay là... Giữ bóng. Ủa Linh Sơn giữ bóng sao đá anh? Ở đó đó đó. Thì ngồi ngoài giữ bóng ngoài đó đâu vô sân. Ủa như vậy anh có thích xem đá banh không ạ? Hầu như là tối thứ bảy nhật nào anh cũng có thời gian đi coi đá banh. Thích câu lạc bộ nào ạ? Anh thích Real Madrid. Em thích MU anh. Anh cũng thích MU. Sao này anh mới nói anh thích Real mà. Không nhưng mà hai đội luôn. Cho hỏi là anh có ghét mấy bạn nhảy Hàn Quốc K-pop rồi gì không anh? Anh quẩy thì được chứ nhảy thì thua. Hả? Bây giờ mở nhạc lên hai bạn quẩy. Quẩy đi. Em muốn nhạc gì? Có nhạc sung là em quẩy à? Rồi. Kiếm nhạc sung vô. Đang mùng 3 Tết có cái bài gì sung 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 không? Đúng rồi. Quẩy luôn. Sung lên đi. Biết đâu tôi hai tôi buồn buồn hai tôi quẩy chung hai bạn luôn á. Đó, quẩy. Lớn nhạc lên. Lớn lên. Lớn lên. Rồi, quẩy lên. Quẩy luôn. Đúng rồi. Búng luôn, búng, búng, búng. Yeah. Oh yeah. Mạnh lên nào.
tạm ổn. Dạ. Anh có thích đi du lịch, đi phượt về không ạ? Không, anh thích đi du lịch nhưng mà cũng đi phượt thì cũng không có mạnh dạn lắm, tại vì anh sợ tốc độ lắm. Sợ đi xe 50 km/h à? Ủa, anh đi toàn dưới 50 cây thôi anh. Tại vì xe anh đi rồi cũng tốc độ tối đa 50 à. Thôi thôi giờ mình nói chuyện đám cưới hẹn hò gì đi. Khi về thì chuyện tiền bạc sao anh? Thì rõ ràng hay không phải ta nhảy là ta quên vụ đó đâu. Anh không muốn kiếm vợ để vợ giữ nữa, tại vì anh làm bao tiền tiêu hết. Tiêu hết, em cũng hơi tiêu nhiều đó anh, có sao không ạ? Không phải là cái nghĩa là tiền em kiếm về á, để nhận được bao nhiêu hết nó đi hết. Bỏ ngân hàng em. Dạ. Em có một cái yêu cầu gì đặc biệt đó anh không? Thì em cũng nói thiệt là em từ trước giờ chưa quen ai hết. Thì đến chương trình hôm nay là em cũng xác định là nếu mà tiến xa được thì sẽ đi đến hôn nhân luôn. Anh mang tặng em là bó hướng dương, cũng như dạ. Dương của nó tượng trưng cho sự chung thủy của tình yêu. Trước kia anh quen bạn gái thường thường là cứ quen xong là người ta đi lấy chồng hết à? Thì anh cũng hy vọng rằng khi nếu mà có người quen em thì em cũng sẽ đi lấy chồng, nhưng mà không phải vợ người ta mà là vợ của anh. Chúng ta có 3 tiếng đếm đi. Quyết định hôn nhân là một chuyện rất là hệ trọng. 1 2 3. Hết thời gian. Con nắm tay nhau đi cái đã rồi nói chuyện nè. Bạn gái rất là thật tình. Bạn gái thì mới đếm tới 2 thì đã bấm nút rồi. Nhưng bạn trai thì có vẻ hơi chậm chậm. Lý do tại sao vậy? Bấm 3 bấm luôn mà nó lỡ nhịp. Làm hồi hộp quá bạn ơi. Làm cái hồi hộp. Thôi thằng quà đi. Mình hung cái đi cho nó hết hồi hộp cái đây. Nhanh đi chứ lỡ nhịp nữa em, là em thì muốn nó mình thích bạn không? Không nhẹ. Không nhẹ cũng được. Không biết hung nặng là hung sao nữa. Cái đó nhẹ hay nhẹ chị? Nhẹ ha. Dạ đây, quà tặng dành cho hai bạn. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây, bộ ra và bao gối cao cấp Lotus nhập khẩu từ Thái Lan. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Và đây là một thẻ thanh toán quốc tế GCB đến từ Nhật Bản, trị giá 1 triệu đồng, gửi tặng các bạn. Đây, hoa để ôm cái nặng nặng giùm bạn gái đi. Hoa hướng dương thể hiện sự chung thủy nha. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Sớm báo tin tốt lành cho chúng tôi nha. Đi du xuân đi hai bạn.